qua từ từ từ, sang bên phải, sang bên phải, sang bên phải, quay ngược lại, quay ngược lại. À, được rồi. Tôi muốn làm gì tôi làm. Đây là nhạc mâu đừng talking. Em mê ca nghỉ lắm đấy nhá. Mà anh kỳ cục thật đấy. Cả khu tập thể có mỗi nhà anh có tivi thì anh phải cho mọi người xem chung với anh chứ. Này, tivi nhà tôi nó coi một mình, nhà tôi coi đông người tốn tiền nó không có rảnh. Này, lão kia, đừng có mà mang cái thói keyboard bùn xỉn từ trong phim ra ngoài đời như thế. Rồi sao? Biết đây là đâu không? Sao không biết? Đây là nhà trọ Ba Lan Nha. Phát sóng trên TTV, giờ phim vàng do VFC sản xuất. Đạo diễn Khải Anh nó biết không? Mấy người bị làm sao đấy? Đấy là trong phim thôi. Còn đây là đâu? Nhìn đi. Đây là khu tập thể của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhưng mà chỉ có những ai đã từng làm việc ở nơi này mới có dấu ấn với nó thôi. Dấu ấn 50 năm, VTV đồng hành cùng khán giả. Nghe chưa? Chưa nghe rõ thì để nói thêm cho mà nghe. Cái khu tập thể này tuy nó nhỏ nhưng đây chính là nơi sản sinh ra các thế hệ VTV tương lai đấy. Ngày Nguyễn Tri Thành, tòa nhà cao tít mây xanh, hòa nhịp với năm châu, truyền đi bất cứ nơi đâu. Tôi biết, anh biết, VTV. Vừa như mới hôm nào lần đầu tiên phát sóng hình, mà cho đến bây giờ chẳng ai đem hết chương trình. Làm việc hăng say quên đi ngày đêm, ngày hè chưa nắng đêm đông mưa lạnh, lụt lội giông bão ta đâu ngại gì. Làm việc hết sức, dành hết thanh xuân ở đây. Là bao nhiêu bản tin và là bao nhiêu bộ phim, đam mê với bóng đá rồi vui theo bao game show. SVV Chelsea rồi leo Olympia, gặp nhau khi cuối năm để cười xuyên sang năm sau. Thời gian trôi qua mau, truyền hình cho ta bên nhau, thành phố hay nông thôn, đảo xa hay nơi nơi cao. Nhờ có VTV mình càng thêm yêu quê hương, tự hào VTV là nơi ta luôn yêu thương. Hãy vỗ tay, vỗ tay đều, ta chúc mừng. Tuyệt vời, chúng tôi xin nói lời cảm ơn tới phần trình diễn của các diễn viên đến từ bộ phim Nhà trọ Ba Lan Nha. Xin cảm ơn các phụ công của chúng tôi. Xin cảm ơn.